7 sai lầm căn bản khi tán tỉnh con gái khiến anh em cứ mãi pha. Trong quá trình tán tỉnh con gái mà mắc phải những sai lầm này, các chiến hữu cầm chắc thất bại. Ngược lại, chỉ cần chủ động thay đổi và né tránh sẽ giúp anh em có được lợi thế rất lớn trước những vệ tinh khác đang bủa vây xung quanh cô nàng, lợi thế không nhỏ khi tán tỉnh con gái. Tôi cho các ông 30 giây để lấy giấy viết hoặc lưu lại bài viết này vào trình duyệt. Ok chưa? Bắt đầu. 1. Quá tốt bụng. Nước trong thì không có cá, trai tốt quá thì không ai theo. Câu này tôi tự chế ra đấy, nhưng nó chính xác anh em ạ. Phụ nữ trưởng thành sẽ chọn những người đàn ông, cho họ cảm giác an toàn ấm áp để lấy làm chồng. Nhưng sẽ thích những chàng trai mang lại cho họ nhiều cung bậc cảm xúc trái chiều, để làm người yêu. 2. Quá quan trọng suy nghĩ của phái yếu. Khi hai người đã chính thức hẹn hò, thì việc hiểu rõ những mong muốn của nàng là tối quan trọng, khi tán tỉnh con gái thì không. Tôi thấy nhiều ông rất lạ. Em thích quà gì để anh tặng? Em thích mẫu đàn ông như thế nào? Rõ ràng anh em đang cho cô ấy cơ hội để từ chối. Cứ mang đồ ăn đến và để trước mặt nàng, cứ đậu xe chờ nàng trước cổng. Tuy rằng sẽ có những lúc mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ như chúng ta hình dung, nhưng có làm sao? 3. Quá đầu tư vào những món quà đắt tiền. Một cô gái đứng đắn đủ tỉnh táo để biết những gì đến sau một món quà đắt tiền. Cảm giác nợ nần ai đó một thứ gì và phải đáp lại bằng tình cảm gây áp lực rất lớn lên phái yếu. Mặt khác, cô ấy sẽ có suy nghĩ anh em không có gì ấn tượng ngoài giá trị vật chất. Đáp lại tình cảm của chiến hữu chẳng khác nào tự nhận mình rẻ tiền. 4. Quá ưu tiên cô nàng. Anh em biến cô ấy trở thành số 1 trong mọi trường hợp, từ bênh vực những thứ nhỏ nhặt đến hy sinh những mục tiêu cuộc đời của mình. Hãy nhớ rằng phụ nữ chưa bao giờ là ưu tiên số 1 của chúng ta, ít nhất là đến khi anh em có tất cả mọi thứ trong tay. 5. Quá quan trọng cái tôi cá nhân. Tiếc là điều này tôi bắt gặp ở hầu hết đàn ông, thành thực mà nói đôi lúc tôi cũng rơi vào thứ cảm xúc tiêu cực này. Khi gặp một số khó khăn nhất định trong học tập hay công việc, cô ấy đề nghị nhận được sự hỗ trợ từ một người thứ ba và anh em phớt lờ nó. Đây là biểu hiện rõ ràng của căn bệnh sĩ diện hảo, một thứ mà phụ nữ cực kỳ dị ứng ở đàn ông. Các ông không hoàn hảo, cô nàng nhận thức rõ được điều đó. 6. Tỏ tình quá sớm. Bày tỏ cảm xúc quá nhanh để đốt cháy giai đoạn là sai lầm nhất trong những sai lầm, nhất là khi cô ấy bắt đầu có những biểu hiện quan tâm đến chúng ta. Hoặc là anh em đã đơn phương quá lâu mà cô ấy không hề có mảy may phản ứng. Chúng ta tỏ tình để rõ ràng hai mặt một lời rồi tới luôn hay kết thúc thì nhờ may rủi. 7. Quá lụy tình. Hãy ban cho anh một cơ hội được ở bên em, để anh làm bạn trai của em một ngày thôi. Em đừng lạnh lùng như vậy, đùa tôi chắc. Khi tán tỉnh mà con gái không đáp lại tình cảm của chúng ta, không hẳn là do mình yếu kém, đơn giản vì không hợp nhau thôi. Thay vì bi lụy sao không tìm ai đó thích hợp hơn. Không biết nói gì hơn là chúc anh em nhanh nhanh có gấu, để ôm mùa cuối năm. Noel lạnh lắm đấy.